Hello, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Gia Đình Cam. Như vậy là sau một thời gian giãn cách rất là dài thì bây giờ chúng ta đã bắt đầu quay trở lại với cuộc sống bình thường mới. Và có vẻ như là dần dần, thời gian sắp tới sau khi mà được tiêm vaccine thì tất cả những bạn mà đang là học sinh, này đang là sinh viên sẽ quay trở lại trường và để đi học đúng không nào? Và đương nhiên rồi, năm nào cũng như thế, và tầm khoảng tháng 9 thì chúng ta sẽ có một cái video với nhau, đó chính là video giveaway Back to School. Và ở video này thì mình sẽ làm những cái phần quà giveaway này để tặng tới các bạn học sinh, sinh viên, giúp khích lệ tinh thần của các bạn để chuẩn bị cho một năm học mới nó tốt hơn. Thực tế là mình đã suy nghĩ khá là nhiều về những cái phần quà mà sẽ làm giveaway cho các bạn. Và bản thân mình thì mình cũng có đăng lên trên story của Instagram hỏi là các bạn muốn cái gì. Thì đa số nhá là những cái thứ mà các bạn muốn thì hôm nay đều có ở đây cả. Và hôm nay thì với cái video này thì chúng ta sẽ có 10 set quà. Và cụ thể thì những cái set quà đó là gì, chúng ta sẽ đi chi tiết từng món đồ nhá. Mình nghĩ đây sẽ là món đồ mà các bạn thích nhất. Đó chính là chiếc ba lô này. Wow, một chiếc ba lô rất là đẹp của Dirty Coin. Đây là một chiếc ba lô bằng da mọi người ạ. Và mình thấy rằng là năm nào cũng thế thôi, chiếc ba lô luôn luôn là một cái sản phẩm mà các bạn thích nhất. Thì như mọi người có thể nhìn thấy nhá, thì đây là một chiếc ba lô bằng da màu đen. Trước thì nó có một cái logo Dirty Coin màu vàng như thế này. Và bên cạnh đó ấy, thì những cái phần da, cái ba lô bằng da này thì nó sẽ có những cái phần in logo chìm, Dirty Coin chìm. Và cái ba lô này thì mình nghĩ rằng là nếu mà bạn nào đi học mà lo về vấn đề mưa này, hay là những cái hôm nào mà thời tiết nó hơi xấu một chút thì sẽ yên tâm nhất. Tại vì là cái ba lô này thì nó có thể chống được nước nữa. Bên ngoài nó sẽ có một cái ngăn như thế này. Đó, thì mọi người có thể để những cái đồ dùng học tập mà. Đây, ví dụ ở đây thì mình đang để một ít túi này. Bên cạnh đó thì nó có một cái tiện nữa là ở hai bên hông nha. Hai bên hông thì cũng sẽ có những cái ngăn phụ như thế này. Và cái ba lô này thì mình nghĩ rằng là ngoài cái việc là các bạn có thể dùng để mang đi học, thì các bạn có thể mang đi du lịch cũng rất là tiện và cũng rất là đẹp nữa. Cái này thì rất là dễ mix đồ thôi. Mặc đồng phục với kiểu áo trắng ấy, mình nghĩ sẽ rất là đẹp. Ở bên trong chiếc ba lô này đây, rất là rộng luôn mọi người. Nó có một cái ngăn để mọi người có thể để được. Có một cái ngăn ở đây. Đó, để mọi người có thể để được laptop, và sẽ có một cái đai để cố định cái laptop này lại, nó không sẽ bị rung rinh ở trong ba lô của mình. Bên trong còn có một ngăn khác, một tia bằng khóa nữa để mọi người có thể để những cái giấy tờ quan trọng này, để không bị lẫn ở bên trong những cái túi nhỏ ở bên trong lòng cái ba lô này. Nói chung ấy là chiếc ba lô này thì mình thấy rất là bắt mắt, cho nên là mọi người hãy tham gia giveaway này để có thể may mắn nhận được chiếc ba lô siêu đẹp này nhá. Bên cạnh chiếc ba lô này thì chắc chắn là chúng ta sẽ không thể thiếu được những cái món đồ dùng học tập cơ bản đúng không? Ở đây thì mình cũng chuẩn bị 10 phần bút viết. 10 phần bút viết có hai màu là màu đen với cả màu xanh để cho các bạn có thể viết. Ở đây thì mình không mua 1 hay 2 chiếc vào mình, mà mình mua một hộp như thế này luôn. Mình nghĩ rằng là các bạn sẽ phải sử dụng đến bút viết này rất là nhiều, cho nên là mình đã mua một hộp này. Trong này thì nó có 20 cây. Trong này thì nó có 20 cây bút đó, một màu đen và một màu xanh. Cái này thì mình sẽ phân ra 5 phần quà màu đen, 5 phần quà màu xanh ấy. Và thực ra cái này nó sẽ khá là random, nó sẽ là khá là ngẫu nhiên dành cho bạn nào mà khi mà ship đồ tới thì có thể là màu xanh hoặc màu đen, nhưng mà đây cũng là những cái màu mà nó rất là dễ sử dụng. Bên cạnh bút bi ấy, thì nó sẽ có cả bút chì. Đây là những cái hộp bút chì. Trong một hộp này thì nó sẽ có 12 chiếc, sẽ có 12 chiếc bút chì, và để cho mọi người tha hồ mà có thể sử dụng. Đây, các bạn thấy không, 12 chiếc bút chì nhá, 12 chiếc bút chì đã được gọt sẵn rồi. Và mọi người dùng cái này thì có thể dùng để vẽ toán hình này, vẽ những cái môn công nghệ này, dùng rất là nhiều tới bút chì. Hoặc là đơn giản là chúng ta có thể dùng bút chì để chơi cờ caro trong giờ học nữa. Thì mình sẽ có 10 bộ, bao gồm có thước kẻ này, eke này, đó. Ở trong này thì ở trên nó có ghi cái bao bì là One Piece đỏ hải tạp ấy. Nếu mà bạn nào mà mình nghĩ rằng là đây là một cái phim hoạt hình, nó cũng với cả truyện tranh nó cũng đã rất là nổi tiếng rồi, không bạn nào xa lạ đúng không? Mình sẽ mở bên trong ra xem nhá. Nó sẽ có một cái thước kẻ này, một cái thước tam giác cân này, một cái thước tam giác vuông này, và một cái thước đo độ. Đây là những cái đồ dùng học tập rất là quen thuộc. Và ngày xưa với một đứa mà thích làm toán hình như mình thì đây chắc chắn là những cái thứ không thể thiếu. Và bên cạnh đấy thì những cái này là những cái đồ mà rất là dễ bị mất đúng không? Bởi một đứa nào đấy ở trong lớp mượn xong rồi không bao giờ thấy quay trở lại. Cho nên là mình mua một cái bộ như thế này cho mọi người. Bên cạnh một cái món đồ nữa mà thường thường hay bị những cái đứa cùng lớp nó mượn mà không bao giờ quay trở lại, đó chính là tẩy. Đây, ở đây thì mình cũng sẽ chuẩn bị 10 phần tẩy. 10 phần tẩy này ở trong mỗi gói này nó sẽ có hai cục như thế này để cho mọi người có thể sử dụng. Và một cục thì mình chuyên đi cho mượn, và một cục thì mình sẽ giữ làm cho riêng mình sử dụng nha.
10 quyển sổ tay. Cái thời điểm mà mình mua cái đồ dùng để mà làm back to school này này thì lúc đó thì Hà Nội lúc đấy thì thành phố Hồ Chí Minh cũng chỉ mới nới lỏng giãn cách xã hội thôi, cho nên là mình không có quá nhiều những cái sự lựa chọn, cũng như là các cái nhà sách hay là thư viện ý, họ chưa kịp về hàng tại vì là vừa rồi giãn cách xã hội còn vận chuyển được đâu, cho nên là đây là những cái đồ mà mình muốn mua để mà sao cho nó giống nhau nhất, các phần quà đồng đều với nhau nhất đó. Vì đây là 10 quyển sổ tay, và với những cái quyển sổ tay này thì có thể giúp các bạn ghi những cái thứ mà các bạn cảm thấy cần thiết này, hoặc là đôi khi thì khi mà có quyển sổ tay này rồi thì các bạn nhìn thấy cái nào thì các bạn sẽ nhớ ngay tới gia đình Cam Cam, và nó sẽ là một cái món đồ mà sẽ gắn bó với các bạn thật là lâu nhá. Thể lệ tham gia giveaway thì cũng rất là đơn giản, mà các bạn chú ý nhé là chúng ta cố gắng hãy làm thật là đúng, đã mất công làm rồi thì ra hãy làm đúng theo cái thể lệ nhé. Bước đầu tiên là các bạn hãy ấn like cái video này, sau đó thì ấn vào nút subscribe và click vào cái chuông, ấn vào nút đăng ký mọi người nhé, đây là một cái bước rất là quan trọng đấy. Bước thứ hai là mọi người hãy chia sẻ cái video này về Facebook cá nhân của các bạn, sau đó thì các bạn tag thêm 3 người bạn và để ở chế độ công khai. Bên cạnh đó thì sẽ cho mình thêm một cái hashtag nữa để mình có thể tìm ra các bạn dễ dàng hơn. Hashtag đó chính là CamCamBTS, có nghĩa là CamCam Back to School đấy mọi người. Mọi người nhớ nhá là có cái hashtag này thì mình sẽ có thể theo dõi các bạn nó được dễ dàng hơn. Bước thứ ba là mọi người hãy quay trở lại video này này, sau đó thì mọi người hãy comment cái link Facebook cá nhân của các bạn ở bên dưới để sau này khi mà mình quay ngẫu nhiên ý, thì mình nếu bạn là người trúng giải thì mình còn có thể liên hệ được với bạn qua Facebook cá nhân này nữa. Các bạn nhớ nhá, đây là một cái bước mà các bạn rất là hay quên, khi mà các bạn quên mất là không comment lại cái link Facebook cá nhân của các bạn, cho nên là có nhiều bạn khi mà mình quay trúng thưởng mà mình sẽ không biết phải liên lạc với các bạn như thế nào, cho nên là các bạn nhớ nhá. Thời gian để các bạn có thể tham dự cái giveaway này nó chính là 7 ngày kể từ ngày mà mình up cái video này lên. Và còn một cái lưu ý nữa, đó chính là sẽ không giới hạn số lượng các bạn comment ở bên dưới nhé. Các bạn comment càng nhiều thì cái tỷ lệ mà các bạn quay số ngẫu nhiên vào để mà trúng thưởng ấy nó sẽ càng cao. Cho nên là các bạn nhớ là hãy comment ở bên dưới thật là nhiều nhé. Và mình hy vọng rằng là với những cái phần quà nho nhỏ này, 10 phần quà nho nhỏ này thì sẽ là một món quà tinh thần để giúp cho các bạn có thể có được một cái năm học mới thật là tốt này. Bên cạnh đấy thì các bạn nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, tuân thủ 5K và... Tất nhiên rồi, chúng ta sẽ còn quay trở lại với rất là nhiều những cái giveaway khác nữa. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye.